Som Tung Thái vừa khai trương cơ sở đầu tiên tại Hà Nội, mọi người đã thử chưa? Nằm ở tầng 2 Vincom Metropolis Liễu Giai Ba Đình, Som Tung Thái là một nhà hàng rất được ưa chuộng tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở Hà Nội thì sao nhở? Cùng mình khám phá nhé. Trong lúc chờ đồ ăn thì bọn mình được các bạn nhân viên mời ăn bánh và rau củ chấm mắm khá là lạ miệng. Không gian ở đây thì theo mô hình bistro vừa cổ điển lại vừa hiện đại, nhiều mảng xanh kết hợp vải họa tiết thổ cầm truyền thống. Có khu vực bàn chung rộng rãi cho từng nhóm khách, phòng riêng, khu bàn lồng, sofa, nói chung là nhiều lựa chọn theo nhu cầu của khách hàng. Về đồ ăn thì hôm nay mình có súp tôm càng tôm yum béo, bên trong có hai con tôm to luôn và rau nấm nữa. Phần nước dùng ngọt, chua dịu, dậy mùi thơm, tuy nhiên mình nghĩ nếu có thêm tí nước cốt dừa ngậy ngậy nữa sẽ tuyệt vời hơn. Tiếp đến là gỏi cá chê khá là ngon nha. Phần cá chê được chiên giòn rụng, không bị ngấm dầu, quyện với nước mắm pha chua ngọt vừa miệng, ăn kèm với xoài thái sợi rất là hài hòa chuẩn bài rồi. Món cua sốt cà ri kiểu Thái thì vị thiên béo, thiên ngậy, cua to chắc thịt cơ mà không hợp khẩu vị mình lắm. Chuyển qua chảo sắt trứng hàu cứ tưởng là bình thường, chả có gì đặc biệt, ai ngờ tương ớt chấm kèm ngon thế không biết. Kiểu tương được nấu thiên ngọt ấy nên ăn cùng hàu, cùng trứng, cùng giá kết hợp lại nó béo béo cay cay ngon cực. Bên cạnh đó thì nhà hàng cũng có món trứng lòng đào sốt me khá ngon, xôi xoài ngọt thơm, bên trên có rắc cả đậu xanh giòn giòn nữa, vui miệng phết. Cuối cùng, món đồ uống không thể thiếu trong mọi bữa ăn đồ Thái của mình đấy là trà sữa Thái xanh và trà sữa Thái đỏ. Ôi, đừng thử nha mọi người ơi, Thái đỏ gây nghiện thật sự đấy. Đậm vị trà, không ngọt quá, một mình làm hai cốc còn được luôn. Tổng kết lại thì mình thấy Som Tung Thái giá cả vừa phải, chất lượng ổn, không gian lịch sự, nhân viên nhiệt tình nè. Mọi người thử lựa lại xem sao ha. Bây giờ thì bye bye.